Nếu quý vị và các bạn là những người rất yêu thích việc sắp xếp và trang trí nhà cửa theo phong cách của riêng mình, hoặc đang có nhu cầu được mua đồ decor, quà tặng dành cho những người thân và bạn bè nhân dịp quan trọng, nhưng lại đang rất băn khoăn về chất lượng sản phẩm cũng như là giá cả có thực sự như mình mong muốn hay không, thì đừng lo, ngày hôm nay Thu Trang sẽ dẫn quý vị và các bạn đến một địa điểm mà ở đây thì có rất nhiều đồ decor và quà tặng được rất nhiều người yêu thích trên thị trường hiện nay, đó chính là shop Decor Pro. Tại địa chỉ số 24 ngõ 129 đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội, Decor Pro là một thương hiệu cung cấp các sản phẩm decor trang trí và quà tặng sang trọng, ý nghĩa tới khách hàng trong và ngoài nước. Ở đây, khách hàng không những được chọn lựa các mẫu đồ decor trang trí nhà cửa, văn phòng mà còn có thể lựa chọn các sản phẩm quà tặng tân gia, khai trương, quà tặng sếp, đối tác doanh nghiệp. Với mong muốn mang các sản phẩm đồ decor đa dạng, những món quà tặng cao cấp đầy nhân văn phục vụ khách hàng với mức giá tốt nhất trên thị trường, Decor Pro luôn không ngừng cập nhật, học hỏi và cải tiến phong cách để phù hợp từng nhu cầu và thị hiếu của khách hàng. Những năm qua, Decor Pro là đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn trong ba miền đất nước như tập đoàn Eurowindow, công ty cổ phần cao su Sao Vàng, công ty CK Việt Nam và nhiều công ty, tổ chức, cá nhân khác. Đồng thời, đây cũng là đơn vị thực hiện nhiều hợp đồng, đấu thầu và trúng thầu qua cổng thông tin đấu thầu quốc gia về việc cung cấp quà tặng Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân huyện Bạch Long Vĩ. Ở thời điểm hiện tại và trong tương lai, Decor Pro sẽ không ngừng tuyển chọn các mẫu đồ decor bắt kịp xu hướng để đáp ứng nhu cầu mua sắm quà tặng và biến không gian sống trở thành thiên đường nghệ thuật của quý khách hàng. Quá trình hoàn thiện các sản phẩm nội thất của chúng tôi thì tôi đã tìm kiếm rất nhiều những đối tác liên quan đến decor. Một cách tình cờ tôi biết đến Decor Pro. Ở đây thì phải nói là khá hài lòng bởi vì cái mẫu mã đa dạng, độc đáo. Khách hàng của chúng tôi thì phản hồi rất tốt về những sản phẩm này. Với một cái chi phí hợp lý mà tôi phải nói là tôi cũng khá là hài lòng khi mà biết đến được Decor Pro. Cũng mong rằng Decor Pro ngày một phát triển và trở thành một đối tác tốt đối với chúng tôi. Showroom của Decor Pro thì có 2 tầng và mỗi tầng thì sẽ trưng bày những sản phẩm decor riêng biệt. Nếu như các bạn muốn biệt thự, chung cư hay là nhà hàng của mình mang hơi hướng hiện đại, cổ điển hay là tân cổ điển sang trọng thì đừng bỏ qua những món đồ decor giàu tính nghệ thuật ngay tại tầng 1. Ở đây, bạn cũng có thể chọn cho mình những bức tượng decor trừu tượng theo phong cách sang trọng hiện đại. Những tượng nhạc công đang say sưa hòa mình vào những thanh âm trong trẻo, nhẹ nhàng, bay bổng, mang phong cách vintage cổ điển. Hay những bức tượng phong thủy, kệ để rượu vang theo hình con giáp, mang lại tài lộc may mắn về với gia đình. Tạm chia tay tầng 1 với những sản phẩm decor mang phong cách cổ điển sang trọng. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với không gian đặc biệt làm nên nét đặc trưng của Decor Pro, đó chính là tầng 2. Hãy cùng theo chân Thu Trang nhé. Tầng 2 của showroom thì được chia thành 2 phòng, đó là phòng trưng bày gốm sứ Bát Tràng và phòng trưng bày gốm sứ Chu Đậu. Đây là hai dòng gốm cổ của Việt Nam được lưu truyền và gìn giữ bởi bàn tay tài hoa khéo léo của những người nghệ nhân làm gốm. Gốm Chu Đậu tại xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương là tinh hoa gốm cổ truyền gắn liền với một thời vàng son của lịch sử gốm sứ dân tộc. Ra đời từ thế kỷ 13, trải qua bao nhiêu thăng trầm, biến cố, có những lúc phát triển rực rỡ, có những lúc biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng rồi, gốm sứ Chu Đậu lại hồi sinh mạnh mẽ như một kỳ tích. Nét đặc trưng của gốm Chu Đậu là mỏng như giấy, trong như ngọc, trắng như ngà, kêu như chuông. Đây được mệnh danh là gốm Bắc học, gốm đạo vì nó phản ánh chân thực, sinh động đời sống văn hóa và tâm linh của người dân Việt.
kiểu dáng độc đáo, chất men cho chấu thiên nhiên và đặc biệt là với những nét vẽ tinh tế mềm mại bằng vàng 24K nổi bật trên sản phẩm như thế này đã tạo nên vẻ đẹp đặc trưng mới lạ của sản phẩm gốm Chu Đậu, sản phẩm gốm hàng đầu của Việt Nam. Gốm Chu Đậu tại Decopro thì nổi bật bởi những chiếc đỉnh gốm men dạn có kích thước và kiểu dáng vô cùng đa dạng và có họa tiết giàu ý nghĩa được tạo nên bởi những người nghệ nhân tỉ mỉ và tinh tế. Quý vị có thể lựa chọn rất là nhiều các sản phẩm ở đây, ví dụ như là cặp đỉnh gốm âm dương này, chúng là sự biểu tượng cho phu thê hòa hợp hay là gia đạo êm ấm, hay như là chiếc bình hút tài lộc này thì đây lại là sự biểu trưng cho an khang thịnh vượng và may mắn sẽ mang đến cho gia chủ. Dạo qua phòng trưng bày gốm sứ Chu Đậu, bạn càng không thể rời mắt khi bước tới phòng gốm sứ Bát Tràng. Không gian trưng bày những tác phẩm tinh hoa từ làng gốm Bát Tràng, cái nôi của nền văn minh gốm sứ ven sông Hồng. Dòng gốm Bát Tràng ra đời từ thế kỷ 14-15, phát triển thịnh vượng vào thế kỷ 15-17 và trở thành niềm tự hào văn hóa của con người Việt Nam cho tới ngày hôm nay. Dưới sự nhào nặn khéo léo, tài hoa của người nghệ nhân làm gốm, mỗi tác phẩm gốm sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K tại Decopro đều được xem là những chiếc bình bảo vật có thiết kế chuẩn phong thủy, vẽ thủ công tinh xảo, họa tiết giàu ý nghĩa, được các doanh nhân, các hộ gia đình ưa chuộng nhất. Ấn tượng hơn cả thì phải kể đến chiếc bình hút tài lộc đang ở ngay bên cạnh khu trang đây. Quý vị có thể nhìn thấy miệng của bình thì loe ra để thu hút được vượng khí và đến cổ bình thì thắt lại để giúp cho vượng tài của chúng ta không bị tiêu hao thất thoát đi. Và đến phần thân của bình thì lại phình rộng ra, có ý nghĩa là sẽ tích trữ được của cải và may mắn. Người xưa thì có quan niệm là nếu như chúng ta để được chiếc bình này ở trong phòng khách này, phòng làm việc hay là ở trên bàn thờ gia tiên thì sẽ mang lại được phú quý, an khang cũng như là cuộc sống đầy đủ cho gia đình. Là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế sản xuất nội thất, tôi gặp rất nhiều hạn chế trong ý tưởng về việc thiết kế các cái khu vực như phòng ngủ, phòng khách và một số khu vực trang trọng khác của ngôi nhà. Và một người bạn của tôi đã giới thiệu tôi đến với Decopro. Ở đây tôi thấy rất nhiều sản phẩm với rất nhiều các cái phong cách, trường phái kiến trúc khác nhau. Nó giúp tôi thỏa sức sáng tạo các cái sản phẩm thiết kế nội thất của mình. Và một điều tuyệt vời nữa đó là các cái chính sách của Decopro nó mang lại cho tôi một cái sự thoải mái và hạnh phúc rất lớn lao, như các chính sách đổi trả không cần lý do gì cả, tư vấn tận tình, đồng thời các cái chế độ bảo hành hậu mãi rất tốt, và có một điều tuyệt vời là tất cả đều là 24/7. Tất cả các sản phẩm tại đây được trưng bày trong không gian rộng rãi, thoáng mát, được sắp xếp tư vấn phù hợp với xu hướng kiến trúc nội thất gia đình và văn phòng. Bên cạnh đó, các chuyên viên tư vấn tại Decopro đã có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án tư vấn, thiết kế, setup đồ decor cho khách hàng. Từ đó sẽ giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn được sản phẩm một cách nhanh chóng và hợp lý nhất. Để giúp cho các quý vị khách hàng có thể mua hàng được nhanh chóng và thuận tiện hơn, thì Decopro cũng đã xây dựng một quy trình bán hàng đồng bộ, bao gồm từ đặt hàng, thanh toán, giao hàng, bảo hành cũng như là đổi trả rất rõ ràng và minh bạch để có thể đảm bảo được quyền lợi của khách hàng. Cảm ơn em. Decopro vận chuyển và giao hàng toàn quốc. Quý khách có thể đặt hàng theo hai hình thức, tới showroom xem và mua hàng trực tiếp, hoặc đặt hàng online, đặt trên website, gọi điện, Zalo, Messenger. Thời gian giao hàng tại Hà Nội là trong vòng từ 1 đến 2 giờ và khách hàng ở tỉnh sẽ nhận hàng được sau 1 đến 2 ngày nếu vận chuyển hỏa tốc, 4 đến 5 ngày với vận chuyển thường. Quý khách hàng có thể chọn thanh toán theo hai cách. Cách 1 là dùng tiền mặt, chuyển khoản hoặc quẹt thẻ khi mua hàng tại showroom. Cách 2, khi đặt hàng online, quý khách có thể thanh toán bằng hình thức COD, kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán. Nếu sản phẩm không đúng như mô tả, shop sẵn sàng hoàn trả 100% chi phí. Về chính sách bảo hành đồ trả, khi mua hàng tại Decopro, quý khách hàng sẽ luôn an tâm vì mỗi sản phẩm đều có thời hạn bảo hành đến 1 năm, đồ trả sản phẩm trong vòng 30 ngày. Chính sách đồ trả áp dụng với mọi trường hợp như là sản phẩm không phù hợp, không đẹp, không vừa kích thước, tự lỗi hỏng, v.v. Nhằm mang tới cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất khi lựa chọn Decopro, cửa hàng có chính sách gói quà và tặng quà miễn phí đến tay người nhận dành cho các khách hàng ở xa. Bên cạnh các chính sách trên, thì Decopro còn cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế decor, dịch vụ thuê đồ decor trang trí sự kiện với giá cả hợp lý, giúp quý khách hàng kiến tạo không gian đẹp mắt để lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong ngày đặc biệt của mình.
Deco Pro chính là nơi mà quý vị và các bạn có thể tìm kiếm được rất nhiều những sản phẩm đồ trang trí nhà cửa, những món quà tặng độc đáo dành cho những người thân, bạn bè, đối tác, các vị sếp hay là các vị khách quý. Quý khách hàng hãy liên hệ trực tiếp đến với showroom tại số 24 ngõ 129 đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội hoặc liên hệ đến hotline ngay dưới màn hình đây để có thể lựa chọn cho mình những đồ trang trí, những đồ decor thật là phù hợp nhé.